chào tất cả các bạn. Hôm nay là đường buổi trưa ha. Còn 15 phút nữa là 1 giờ. Kế hoạch của mình hôm nay là sẽ đi qua đường Trần Ảo ha. Vậy thì mình sẽ đi Phạm Văn Đồng, qua cầu Sài Gòn, rồi xuống Trần Ảo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
để bán cả ngày không ta? Trưa bây giờ này.
cái cầu đỏ này nó còn cay. Đỏ. Ủa, cái nước của cái cầu này nó đen thui luôn á. Trường trung học thì mới xây rồi đấy.
quân đội lĩnh nào.